chậm trên Điện Biên Phủ. Vàng ca chạy thật nhanh, một phiền đã tính đến chuyện liên thủ. Một lần dừng trước đèn đỏ, càng thấy bốn chồng lại sợ lại trễ. Vì có một cuộc hẹn nhỏ và hai mốt giờ tại G cà phê. Nơi tụ tập về hàng tuần, đồng bộ lâu nay thường tán gẫu. Thiếu gì chủ đề bàn luận, tin tức mới hay lương tháng đầu. Lắng nghe dòng nước róc rách, em như tiếng suối chảy. Coi việc được bọc bạch là niềm vui riêng cuối ngày. Thằng bỗng hoa không bình thường khi bước vào trong tình trường. Yêu đương dòng hàng giới hạn, người ta mong mình nhường. Đôi chị ắt không đâu chi, nếu mọi bất đồng xấu xí. Suy nghĩ các cộng âu chỉ, họ đều thật lòng giấu đi. Thằng khác thì dần tăng tốc, vì có người cần săn sóc. Khi kẻ đem còn lăn lóc, rải mạnh tâm hồn ngang dọc. Just like Midas, with them thoughts of gold. I call him pizza man, he got a lot of dough, yeah. Có những ngày ta còn nghỉ ngơi, dành thời gian để mà nghỉ ngơi. Và câu hỏi chưa thể trả lời, dẫu đôi chân đã mệt rã rồi. Có những ngày ta còn nghỉ ngơi, dành thời gian để mà nghỉ ngơi. Biển neon giờ đã hiển thị, ly cà phê cũng dần chuyển vị. Vài câu đâu dám nói, hoa âm thanh xa vời. Chỉ thấy một xám khói thay vì xanh da trời. Hay không cần sẽ khác vào ngày anh qua đời. Bọn họ nhanh chế tác nên bức tranh qua lời. Chuyện lại phục tàn cuộc, liệu có mỹ miêu về ta. Không còn chút ràng buộc, hoàn thành tỷ điều đề ra. Nào phải than thở lúc thông sông trên mặt nước. Về ước vọng gian sợ đáng lẽ không nên đặt cược. Dù kẻ cường nhất cả đám nhưng mà cứ mất cả tháng. Chấp nhận điều được sắp đặt toàn là thứ bất khả kháng. Hiện thực như vị giáo viên mình ngại phải ngồi đối diện. Con tim lý trí chia cắt thì không sẽ gì nổi liền. Now wounds are healing and soon the feelings about the ill things won't make me tilted. Một khi sẽ cạn kiệt sẽ như người bên tôi. Và nói cho tạm biệt với nụ cười trên môi. Có những ngày ta còn nghỉ ngơi, dành thời gian để mà nghỉ ngơi. Và câu hỏi chưa thể trả lời, dẫu đôi chân đã mệt rã rồi. Có những ngày ta còn nghỉ ngơi, dành thời gian để mà nghỉ ngơi. Biển neon giờ đã hiển thị, ly cà phê cũng dần chuyển vị.